Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ, kênh chuyên cung cấp thông tin mua bán ô tô trên toàn quốc. Và ngày hôm nay thì em sẽ cập nhật gửi đến anh chị và các bạn thông tin về một chiếc xe Mazda CX-5 phiên bản máy 2.5 một cầu số tự động, sản xuất là 2019, hiện đang bày bán tại Auto Việt Tuấn, địa chỉ 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Anh chị và các bạn muốn xem chi tiết đầy đủ thông tin về chiếc xe có thể là truy cập vào web otoxehoi.com để xem chi tiết thông tin đầy đủ. Chiếc xe đơn vị hiện đang giao bán tại web. Chiếc xe trước mặt anh chị đây thì hiện tại có ngoại thất màu trắng, nội thất ghế da màu đen. Phiên bản máy 2.5 em sẽ đi vào qua chi tiết để anh chị và các bạn cùng tham khảo qua. Về phần đầu xe thì xe có trang bị đèn chiếu thông minh, rồi các chi tiết như cảm biến trước sau. Ở phiên bản này thì đã có trang bị rất nhiều các tính năng tiện ích như là cảnh báo lệch làn, rồi là cảnh báo vượt trên gương, rất nhiều các tính năng khác trên xe. Để biết rõ hơn chiếc xe thì anh chị và các bạn hãy qua trực tiếp showroom để xem xe và lái thử ạ. Đây là chi tiết về lốp lắp của chiếc xe nhé, và mặt la răng đúc 5 chấu kép. Các chi tiết còn rất là hoàn hảo ạ. Đấy, về ngoại thất của chiếc xe ạ, sơn xi nguyên bản. Tất cả cam kết của cửa hàng đều cam kết trên hợp đồng nên anh chị mua xe có thể là yên tâm ạ. Chiếc xe hiện đăng ký là biển thành phố nên anh chị mua về sẽ không lo mất 20 triệu tiền biển khi về đăng ký về các thành phố lớn ạ. Đấy, về đây là phần đuôi xe ạ. Đuôi xe thì nó có trang bị camera lùi, rồi cảm biến lùi, cốp điện. Đấy. Rất tiện ích ạ. Em sẽ quay kỹ chi tiết để anh chị và các bạn cùng tham quan qua về các phần keo chỉ này, đinh tán này, ốc áp này, nguyên bản nhé, nguyên theo như nhà sản xuất. Chưa có hiện tượng đâm va về phần đuôi. Sau đây em sẽ mời anh chị và các bạn cùng tham quan về phần lốp sơ cua. Này, lốp sơ cua đấy ạ. Xe thì cũng có trang bị loa bâu. Xe sử dụng mà máy 2.5 nên cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe nó cũng rất là phù hợp ạ. Và hợp lý ạ. Ở cái đường hỗn hợp ấy, thì xe nó chỉ rơi vào khoảng 7,47 lít. Còn đường trong đô thị nó rơi khoảng tầm hơn 9 lít một chút. Ngoài đô thị nó rơi khoảng tầm 6 lít, hơn 6 lít. Đây là chi tiết phần cánh cửa, hàng ghế thứ hai chị nhé. Đấy, keo chỉ rồi đinh tán, ốc ác còn nguyên dấu sơn này. Nắp ly cửa này. Đấy, là chi tiết ốc bản lề, ốc cánh cửa này. Em quay rất kỹ và chi tiết để anh chị và các bạn có thể tham quan qua. Ghế ra này, ghế thứ hai gần như không người ngồi nên các chi tiết ghế còn rất đẹp ạ. Và căng. Xe thì cũng có trang bị cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai. Tiến tới ghế lái thì ta cũng thử quan sát qua về phần cánh cửa nhé. Phần cánh cửa là các chi tiết này, chị và các bạn có thể thấy qua. Về phần táp ly cửa, phím bấm còn rất rõ này. Đây là các chi tiết như là mở cốp này, rồi là i-stop, rồi là cảnh báo. Các chi tiết vô lăng, bọc giá tích hợp phím điều chỉnh chức năng, lên tăng giảm âm lượng, rồi đàm thoại rảnh tay, cruise control. Đây là số km xe đi nhé. Xe lăn bánh với quãng đường là 22.617 km. Màn hình giải trí tích hợp camera lùi, bản đồ dẫn đường. Đây là các chi tiết cần số, rồi là phanh tay điện tử auto hold, các chế độ lái, rất nhiều các tính năng hay. Để biết rõ hơn thì anh chị và các bạn hãy qua trực tiếp showroom để xem xe và lái thử ạ. Xe thì cũng có trang bị cửa sổ trời, ghế lái chỉnh điện mà nhớ hai vị trí ghế. Sau đây em sẽ mời anh chị và các bạn cùng tham quan về phần cốp xe, phần máy của chiếc xe. Các chi tiết tập lỗ trên nắp capo này, nguyên bản nhé.
Đây là phần máy của chiếc xe anh chị này. Đấy. Các chi tiết tập lỗi này, rồi cũng như là phần máy móc này. Còn rất sáng này, ốc áp này, ốc chân máy. Các chi tiết còn nguyên bản. Vâng, vừa rồi thì em đã giới thiệu sơ qua cho anh chị và các bạn thông tin về chiếc xe Mazda CX-5 phiên bản máy 2.5 một cầu số tự động, sản xuất là 2019, đăng ký biển thành phố, và chiếc xe này hiện đang giao bán với mức giá là 900 triệu. Sẽ còn hỗ trợ giá cho anh chị nào có nhu cầu khi qua trực tiếp showroom để xem xe và lái thử. Em xin cảm ơn và hẹn lại anh chị và các bạn trong các video tiếp theo. Anh chị và các bạn đừng quên đăng ký kênh để nhận các video mới nhất em cập nhật. Em xin cảm ơn.